Bắt đầu là chưa anh? Ok, bắt đầu đây. Anh đã quay màn hình nhá. Xin chào bộ. Em cũng đang quay. Vâng, em chào anh. Thì hôm nay em được mong muốn là nói chia sẻ với mọi người về cái Mitchell. Mọi người biết đến như là cái Buffalo and Smith, là một cái cuốn sách ở bên trong hồ sách. Thì cái này nó em thấy là ở Việt Nam thì có nhiều người dùng rồi. Như hôm trước mà đi thăm sự cái Việt Nam ở Open Infra đây ấy. Đấy có bên Viettel Cyber Network Cyber Security. Vâng, thì có dùng với cái Mitchell này với cái Bitrate để làm cái cảnh báo khi mà làm ở Sterling cho cái VM. Cái gì nhỉ? Dùng cái gì nhỉ? Dạ. Họ dùng cái gì? Dùng cái có hai giải pháp, đấy là họ dùng Massacre này với cái giải pháp thứ hai đấy là Mitchell cộng với cái Bitrate. À, Bitrate dùng Bitrate rồi. Đấy, thì nên là em cũng mong muốn là chia sẻ về cái Mitchell này để cho mọi người cùng biết, với lại có thể là cùng tìm hiểu thêm để có thể mở rộng kiến thức lên. Thì cái nội dung này em sẽ trình bày ngắn gọn, có 5 phần. Thế nào, Workflow là cái gì? Thế thứ hai nữa, đấy là nói về cái Mitchell và các cái yêu cây của nó để sử dụng. Thì thứ tư, đấy là cái nữa. Ngôn ngữ chính sử dụng trong cái Mitchell này là Workflow V2 Language, tức là cái phiên bản thứ hai. Và cái chức năng thú vị của nó nữa đấy là cron checker, giống như kiểu là một cái cron tab mà trong cái môi trường OpenStack. Thì đầu tiên đấy là Workflow là cái gì, thì theo như mình thấy ra thì Workflow nó giống như là một cái quản lý và monitor cái trạng thái của cái hoạt động đấy. Nó giống như kiểu một cái process mà được theo trong một cái ứng dụng thì nó được xác định ở trên những cái hoạt động mới mà được quy định bởi những cái tiến trình, thì nó được xem là workflow. Thì có một cái ví dụ như là cái hồi lập trình là có một cái bài toán là tìm ra cái số lớn nhất giữa hai số A và B, thì cái đầu vào của cái mình sẽ viết ra được một cái workflow. Giống như trên cái slide này thì đầu vào sẽ có A và B, bắt đầu là có một loạt các cái biểu thức so sánh, các bước mà mình so sánh đấy mình xử lý để làm sao cho ra được cái giá trị lớn nhất ở trong hai cái số A và B đấy. Thì nó giống thì mỗi một cái bước so sánh này thì nó được xem là một cái task của một workflow. Thì toàn bộ cái quá trình này thì có thể xem nó là một cái workflow. Thì cũng giống như ở trong Mitchell ấy, thì nó em nói luôn đây là nó cũng sẽ nhận vào đầu vào input, sau đó này sẽ có những cái tác mà mình quy định ra trong cái trong một cái workflow này. Cái điều kiện chính là cái tác à? Vâng, cái tác cái đấy mình sẽ xử lý luôn. Cái tác đấy anh có thể hiểu là cái điều kiện không? Vâng vâng, xử lý em chỉ biết là để cho rõ rõ này thôi, còn là mình sẽ phải xử lý luôn. Tức là có một cái ví dụ như thế. Thì đây thì tương tự như là một workflow thì sẽ bao gồm các cái tag này, xong rồi các cái connection, tức là một cái ô này sẽ là một cái A lớn B này, một connection này, xong rồi output A, thì cái mũi tên từ cái A lớn B này đến cái output này nó sẽ được cái thì là một cái connection. Từ chẳng hạn từ A đến B đến E này cũng là một cái connection ở đây. Và bao gồm thì mỗi một cái tag đấy thì sẽ có những cái trạng thái đấy là thành công hay là lỗi, và khi mà nó chạy xong mà nó không quan tâm đến thành công hay là lỗi gì mà nó vẫn tiếp tục đến cho đến cái bước tác tiếp theo, đấy gọi là complete, tức là hoàn thành rồi ạ. Mỗi một cái tác này nó sẽ bao gồm những cái kết quả trả về cho một cái tác này, còn bao gồm dữ liệu mà được xử lý trong cái tác này. Thì Mitchell thì như đã nói ban đầu thì nó là một cái workflow as viết, và hầu hết thì mọi người đều dùng nó để mà thực thi một cái công việc cụ thể nào đó, chẳng hạn như là xử lý các dữ liệu. Thì nó không hoạt động độc lập với OpenStack, có thể nó không cần OpenStack nó vẫn dùng được. Và mình với mong muốn thì là sẽ em muốn giới thiệu mọi người thì là sẽ dùng nó với OpenStack. Rồi. Cái ứng dụng của nó là việc là mình có thể là lập định được cho một cái tiến trình nào đấy để nó xử lý ở trong một môi trường OpenStack. Chẳng hạn như là
em muốn là tạo ra một con server lúc 4 giờ chẳng hạn, thì mình cũng có thể là sử dụng cái Visual này để mà thao tác với Nova để mà gọi đến cái service đấy để mà nó tạo ra một con server. Từ từ chỗ này anh hỏi nhá, nó tạo ra một con server đấy, nhưng mà con server đấy nó có một nhiệm vụ tức là mình có cần phải chỉ định cái con server đấy có thêm nhiệm vụ cụ thể nào không? Tất nhiên là cái việc đấy mình sẽ phải cai quản hết anh ạ. Làm đầu vào của cái để tạo ra con server đấy, chẳng hạn là mình cần là image như thế nào, network như thế nào, và data disk làm sao, có bao nhiêu disk, cái mạng thế nào. Anh hỏi tí, cái con server đấy ấy, nó có gì đặc biệt hơn so với các con server thông thường mà Nova có không? Tức là nó có phải có agent ở trong không? Có ạ, tức là nó không, nó vẫn là một cái con agent bình thường. Nhưng mà mình sẽ quản lý được là các bước mà nó thực hiện như là nó tạo như thế nào. Và nếu trong cái quá trình mà tạo lỗi đấy thì mình có thể là quy định rằng là nếu con bây giờ cái lỗi này tạo lỗi rồi thì mình sẽ ứng phó với nó như thế nào. Tức là bây giờ nếu như mà anh sử dụng Nova không ạ? Anh tạo ra một con server lỗi thì nó thông báo lỗi rồi. Xong anh đầu lại phải làm thủ công một cái bước khác nữa, chẳng hạn tạo nạn. Thì cái thằng Visual này sẽ làm cái việc đấy, tự động cho anh. Rồi. Chỉ cần viết ra một cái luồng là nếu lỗi, tạo nạn. Rồi. Ý anh hỏi là, ví dụ như anh biết cái project job nhá, đúng không? Vâng. Job là database service ấy, thì nó cần một cái image đặc biệt là có cái agent ở trong, thì cái ý anh là cái thằng Mitchell này nó có requirement cái đấy không? Dạ không. Ok, rồi. Cái này chỉ cần đầu vào input là những cái rồi. Image bình thường. Rồi, rồi. Thì tiếp theo đây là nói về kiến trúc. Thì kiến trúc của Mitchell này nếu mà mình dùng với open source thông thường ấy, thì sẽ có 3 thành phần. Đây là Mitchell API, Mitchell Executor và Mitchell Engine. Thì cái thằng Mitchell API thì sẽ nhận những cái request mà từ client về đến, rồi nó sẽ đẩy vào database new. Và cái thằng engine ấy sẽ có tác dụng là lấy cái nhiệm vụ mà từ queue đấy mà do thằng API đẩy lên ấy, và gửi vào một cái tab queue đấy. Và thằng tab executor sẽ lấy cái nhiệm vụ đấy từ cái queue để đem ra thực thi. Thì ngoài hai cái tab executor này nữa thì còn có một cái là event notify, một cái là notify engine. Thì hai cái thằng này là có tác dụng là nó sẽ làm việc với các cái queue. Tức là chẳng hạn là bây giờ là em có một cái database trong queue chẳng hạn, bây giờ là em sẽ chỉ định các cái queue hoặc là cái exchange nào đấy để cho cái thằng đấy làm việc, cho cái thằng chờ chút bố ơi, chờ chút bố ơi, có mấy anh em đang muốn nghe nhưng mà nó đang báo là về cái gì ấy. Ở trong kênh học chủ động ấy. Báo gì vậy? Chú xem có cái setup ở trên cái ấy của chú nó có vấn đề gì không? Em cho hết vào mà anh. Quái nhỉ. Alo. Alo ạ. Em có setup một cái gì đấy nhưng mà nó cứ bảo phải cho phép ấy, em không biết bỏ đi được. Thì bây giờ em cho phép đi. Cho phép hết rồi ạ? Còn một số anh em đang chờ đấy. Thế rồi mà anh không còn ai nữa. Hình như chú setup cái chế độ nó phải approve rồi. Không được auto Vâng. Chắc cái này chắc phải để em để ý nào. Rồi rồi, thôi được rồi, để ý sau. Còn ai thì ấy thôi. Bây giờ chỉ nguyên văn trong học chủ động. Ok. Đây. Tiếp đi. Cái Mitchell Event ấy, thì nó sẽ thao tác với cái việc là xử lý với queue thay vì là các cái workflow thông thường. Thì cái thằng Executor đấy sẽ là thằng chính để hoạt động với các cái service trong OpenStack, và nó có tác dụng là lấy các cái task mà mình đã khai báo ra để nó đem đi làm việc. Đây chẳng hạn đây là một cái workflow mà tạo ra một cái VM. Như ban đầu em có nói thì khi mà mình viết ra một cái task, chẳng hạn một cái workflow này bao gồm các task, đây là chẳng hạn là task tạo VM này, xong rồi thì task để report khi mà cái VM này success này, và thêm cái task nữa đấy là báo cáo khi lỗi này, và một cái task nữa đấy là send notify. Thì
đầu vào của cái tag này sẽ bao gồm là name và phần label, tức là cái tên cho cái mở. À, nếu bây giờ ví dụ nó tương ứng với cái việc mà khi mà anh dùng trên client thì anh sẽ phải khai báo là image, network, EHT, tất cả những gì đấy khai báo ở trong cái khi mà anh dùng tạo một câu lệnh đấy thì nó sẽ là đầu vào cái tag tạo VM này. Và khi mà tạo VM này thì sẽ có, thông thường sẽ có hai trường hợp xảy ra, em một là tạo thành công, hai là tạo lỗi, thì em sẽ khai báo làm thêm một cái tag là send notify. Thì đây là một cái tag là send notify này. Thì ở trong cái tag VM này sẽ có, khi mà nó thực hiện thành công xong rồi thì nó sẽ có trạng thái là success hoặc hello. Thì ứng với mỗi cái trạng thái này thì có thể là điều hướng được cái gọi đến cái send notify này. Và đây là một cái workflow đơn giản nhất. Send notify này, send notify đi đâu? Ra một cái output nào đấy ạ? Mình có thể là gửi mail đến, có thể gửi mail này, hoặc là mình có thể gọi đến một cái đường dẫn, rồi một cái link nào đấy, một cái webhook nào đấy. Vâng. Đúng không? Đúng rồi ạ. Ok. Anh hỏi một tí. Cái tag này nó sẽ vẫn phải có đầu vào để mà nó xử lý gọi được đến mail hoặc là gì đấy. Rồi. Anh hỏi một tí này. Ok, cái bước này thì anh hình dung được một chút rồi, nhưng mà em có thể lấy ví dụ cái ngữ cảnh sử dụng không? Tức là anh muốn hình dung cho các bạn đấy nhìn nhanh hơn tại sao ta lại phải tạo, ta phải dùng cái workflow này trong thực tế mà em gặp, hoặc là các cái use case mà nó nói. Trong thực tế là sếp em bảo là bây giờ tao muốn làm scheduler cho cái snapshot volume, tức là mỗi ngày sẽ tạo ra một cái snapshot cho cái volume sử dụng cho VM này, và lại tạo snapshot cho một cái VM. Và cứ đến giờ là nó sẽ thực hiện. Rồi. Thì là sẽ như thế, và nếu mà có lỗi thì là sẽ gửi cảnh báo. Rồi. Tức là cái create VM ở đây chính là cái snapshot đúng không? À, tức là nó có thể là các cái snapshot đúng không? Vâng. Nó có thể là cái resize không? Hành động snapshot đấy. Dạ. Nó có thể nói lại. Ừ, sao nói đi. Tức là cái đấy là có thể là cái action, tức là hành động snapshot hoặc là tạo VM đấy. À, ok. À, cái này nó thay thế cho toàn bộ các cái việc mà anh có lệnh thông thường ở trên client. Trên client anh làm được những gì thì ở đây nó sẽ làm được như thế. Và anh chỉ cần viết cái task ra thôi. Ok. Tức là cái create VM đây chỉ là một ví dụ thôi đúng không? Vâng. Chứ ok, snapshot. Còn ngữ cảnh nào nhỉ? Ví dụ như em bảo vào 4 giờ chiều tạo ra một cái máy để thực hiện một cái việc gì đấy. Giống như kiểu là bây giờ theo em này, ví dụ như là mình không create, mình làm một cái report chẳng hạn. Cứ cuối ngày mình sẽ report về cái resource của con của cụ hồi phát của mình cũng được. Cô đến API thôi. Nó lấy cái resource cho mình cũng được không anh Bộ? Được. Đó. Được đấy. Cô lại là được. Thì đấy, thì ý em là ví dụ như lead ra VM đấy, chọc cao. Đúng rồi, chọc cao. Thì thay vì cái hành động mà mình create một con VM, ví dụ như mình đặt một cái lịch là khoảng tầm 5 giờ chiều mình chuẩn bị về đi, là mình sẽ thực hiện một cái task này chẳng hạn, để mình lấy ra cái báo cáo report chẳng hạn, sau đấy mình gửi một cái báo cáo report như Tifa đi đâu đó. Đúng không? Thế thì một cái workflow bao lâu đấy cũng được đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là cái Mitchell workflow này nó có thể tương tác với nhiều cái tài nguyên hơn là những cái ngữ cảnh này đúng không? Vâng ạ. Với điều kiện là có gì nhỉ? Có command line API. Vâng. Đúng nhỉ? Anh hiện đang hiểu là như thế. Ai có mic không dùng thì tắt đi các bạn nhé. Hoặc là nếu mà cần trao đổi thì nói luôn. Rồi ok, anh làm rõ cái này để cho anh em có thể hiểu được cái workflow ở trong OpenStack là nó phát huy cái tính năng gì, hoặc là nó có một số cái ngữ cảnh mà anh em đang dùng. Còn nếu mà ấy nhiều hơn thì anh em phải đọc thêm. Ok, cảm ơn bộ. Thì tức là bây giờ là sẽ hiểu đơn giản là nó sẽ thay thế cho một cái câu lệnh OpenStack đi. Thì trong cái câu lệnh OpenStack đấy thì sẽ sử dụng rất nhiều các cái suite client, chẳng hạn Python 3 client,
là Python Cinder Client chẳng hạn. Thì thằng này nó sẽ thao tác với những cái Python Client đấy. Và nó rồi. Sẽ đầu vào những cái input sẽ giống như những cái câu lệnh mà anh truyền vào. Rồi. Và ok. Nó sẽ khác so với là cái việc là kết quả ở đấy thì anh sẽ xử lý, anh sẽ dự đoán và anh xử lý nó. Okay. Đây là các cái trường hợp mà em thấy là trên cái doc nó có viết là sử dụng cái task scheduling là cái tính năng này là sẽ dùng cron trigger, tức là nó như lúc đầu nó nói là đến giờ nó sẽ làm việc. Thứ hai đấy là nó ứng dụng trên cái việc là loi trên cái stack trên cái môi trường nào thì cái này em cũng chưa rõ lắm. Cái vấn đề đấy là big data và analytics report. Cái này nó không làm việc với OpenStack nhưng mà nó có thể làm việc được với độc lập ngoài cái môi trường của OpenStack đấy. Mình sẽ truyền các dữ liệu vào, xong bắt đầu mình sẽ viết tất cả những cái task xử lý các dữ liệu với các cái trường hợp đấy. Đấy là analytics. Cái big data analytics và reporting này thì có bọn nào trên thế giới sâu UK chưa? Em thấy hình như là có cái bọn Stack Storm nhé. Nó có viết. Ok. Em cũng không rõ là nó sẽ dùng như thế nào. Rồi. Còn bên này migration này thì như lúc đầu nói là bên Viettel Cyber đấy, thì em có xem lại slide thì là người ta dùng nó với Vitret. Vitret rồi. Nó dùng với Vitret theo anh nghĩ là như này này, khi mà nó detect ra một cái vấn đề gì, Vitret là một cái giải pháp nó kỳ vọng là monitor root cause đúng không? Ok. Tức là để đại ý là xử lý các cái tình huống về vấn đề lỗi liếc ở trong hệ thống hạ tầng OpenStack. Để khi mà nó detect ra cái, nếu tôi có một cái sự kiện mà ví dụ như một cái compute, tất nhiên là có thể nó sẽ nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như là một cái service về Nova, về Neutron, về network ở trong một con compute nó lỗi thì thực hiện migrate chẳng hạn. Ok, thì cái line migration này cũng là một cái mà anh có thể nhìn thấy được rồi. Tức là nó sẽ kết hợp cái project Vitret đúng không? Vâng. Ok. Còn cái long running này thì em cũng chưa có điều kiện. Long running business process. Thì em chỉ liệt kê ra thôi. Thì đây là cái workflow. Thì khi mà mình sử dụng Mitchell ấy, thì cái mà mình để viết ra các cái task ấy, hoặc cái workflow ấy, nó sẽ sử dụng là một cái ngôn ngữ đây là ERPN. Thì nó có nhìn bên ngoài thì nó sẽ giống như kiểu YAML thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái biểu thức là một giống như kiểu là cách lập trình ấy, thì mình sẽ biết như ai dùng Ansible rồi chẳng hạn, thì nó có thể hình dung là nó có chức năng giống như kiểu cái trong cái Ansible. Nó sẽ khai báo các cái biến, có xử lý các cái biểu thức được vào trong đây. Các cái tính và nó có thể xử lý được các cái điều kiện giống như một ngôn ngữ lập trình luôn, nhưng mà nó có đơn giản hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì khi mà mình dùng Mitchell thì mình có thể sử dụng JavaScript để mà mình xử lý các cái dữ liệu. Trong trường hợp là cái ERPN này mình chưa quen cái cú pháp của nó, hoặc là cái cách xử lý cái dữ liệu đấy ở bên thằng JavaScript nó đơn giản hơn, khi mà mình xử lý bằng ERPN là mình có thể là đem cái dữ liệu này sang thằng JavaScript để xử lý được. Thì đây là một cái workflow tác cơ bản. Như ban đầu là em có nói là tạo server chẳng hạn, thì đây là bao gồm là cái chỉ định này, đây là cái phần chỉ định cho workflow, và đây là phần mô tả, và đây là phần khai báo về cái chủ task. Thì trong cái workflow này sẽ bao gồm hai task, đây là tạo tắt vm đi, get vm shutdown. Thì là em sẽ là đầu tiên có phải là mình sẽ liệt kê là tất cả các cái server đúng không ạ? Thì đây là một cái action. Nó sẽ bao gồm, trong mỗi cái task sẽ bao gồm một cái hành động. Đây là những cái hành động này để mà thực hiện. Thì mỗi cái hành động này nó sẽ tương ứng với thao tác với cái service client ở trong OpenStack đấy. Có phải là lần đầu tiên là nếu mà mình muốn lấy các cái VM mà status mà không phải là active, mình sẽ liệt kê ra này. Rồi mình sẽ get cái trạng thái không phải active ra. Đây là cái biểu thức mà
từ cái dòng VMS này này thì nó chính là cái TRPN, tức là nó sẽ đem cái giá trị trả về sẽ bao gồm từ cái tag thì sang này thì chính là cái kết quả mà do thằng Mitchell trả về, mà còn từ cái chấm where đến cái đoạn cuối này thì là do cái thằng TRPN xử lý. Nó sẽ giống như kiểu query thôi. Nó có thể là ban đầu nhìn sử dụng thì nó cũng sẽ là phức tạp, nhưng mà nếu mà dùng quen thì cũng thấy nó bình thường. Rồi còn cái việc mà tag return này, khi mà mình thấy ví dụ tag return smiley đi thì tất cả các cái kết quả trong khi mà cái thằng mutual này về, khi mà nó query thì nó sẽ làm một loạt các cái object, một cái nick ở trong default và nó object và trong Java script. Khi mà nó trả về, khi mà mình gọi đến cái tag return này thì nó sẽ nạp tất cả các cái kết quả trong cái object đấy để nó lấy ra một cái giá trị này và nó được ví dụ giá trị ID này để nó đưa vào một cái mảng, và lúc đấy là mình sẽ chỉ nhận là một mảng tất cả các cái giá trị ID đấy hoặc là một mảng tất cả những cái status tập đấy. Thì đây là khi mà cái tag này thực hiện xong rồi, thì khi mà cái action này thực hiện xong rồi tương ứng với cái tag này thực hiện xong thì nó sẽ có bao gồm hai trạng thái là success, error và complete, tức là hoàn thành. Ở đây em có biết hai cái trường hợp giống như kiểu cái điều hướng này. Nếu mà cái tag get vm shutdown này mà nó thành công, nó chạy cái action này thành công thì nó sẽ gọi đến cái tag tiếp theo để là process engine, hoặc là nếu mà lỗi thì cái này nó là command line ở trong cái initial giống như cái single ấy, thì nó sẽ gửi fail và toàn bộ group này sẽ fail luôn. Thì một cái workflow thì sẽ có hai kiểu, là một cái là direct, một cái đấy là reverse. Tức là ở cái trường hợp direct thì nó sẽ thực hiện tuần tự từ bên trên xuống bên dưới, và nếu mà có cái chỉ định chẳng hạn là on success này là nó sẽ gọi cái này thực hiện xong rồi thì nó sẽ gọi cái process như thế này, nhưng mà có cái reverse thì nó sẽ gọi là cách nó sẽ có nhiều giống như cho anh thực hiện là bất đồng bộ, mà nó vẫn thêm vào là nó sẽ liên kết, có những cái là mũi tên từ cái tag A chỉ đến tag B thì là thực hiện tag A rồi đến tag B, nhưng mà không thực hiện đến tag C nữa. Như em vừa có qua cái slide thì trong một cái workflow này thì sẽ có những cái điều kiện. Đây là ví dụ là cái điều kiện name là $VM, thì ở trong workflow này sẽ khai báo các cái biến, tức là đây là một cái biến này, cái public này là sẽ dùng để tạo ra các cái biến khi mà nó vừa biết là trong cái bản đốc public này, thì để mà gọi đến các biến đấy thì sẽ dùng dấu $ chấm. Thực tế thì cái $ này nó là một cái nick trong Python. Nó sẽ bao gồm tất cả các cái object, tất cả các cái thứ, tất cả các cái thông tin mà liên quan đến cái workflow đấy, bao gồm project ID, rồi thì token, rồi thì các cái thông tin liên quan đến cái service này, liên quan đến cái outend đều được lưu ở trong cái biến này. Chính vì thế mà trong biến này sẽ có rất nhiều cái giá trị. Nếu mà không đơn thuần chỉ là có mỗi cái VMS này không thôi, thì đây là cái điều kiện. Chẳng hạn là nếu mà name đem của cái biến này ứng không, nó sẽ gọi đến process engine này. Còn nếu mà nó chẳng hạn là cái name này mà không chẳng hạn, còn nó không ấy, nó sẽ không gọi đến process nữa. Và cái này cái tag này get vm shutdown này sẽ là commit. Còn nếu mà error thì nó sẽ vẫn là fail. Đây, như bên này đây là cái var và cái vms. Cái đoạn này thì có ai hiểu gì không ạ? Mà đang hiểu là các cái cú pháp để khai báo thực hiện một cái task là shutdown đúng không? Vâng. Shutdown là công anh hiểu là nhưng mà bây giờ mình biết workflow mà mình lấy ra được các cái VM shutdown thì đi ra. Sau đó đây là các cái vòng lọc. Thì ở trong Mitchell này cũng hỗ trợ vòng lọc này, viết action giống như trong Ansible luôn. Trong nhớ là sống dấu Ansible thì là nó sẽ lọc tất cả các cái biến ở trong cái mà này, và đây là cái in ra cái style là giống như kiểu connect control.
để mà chúng ta chỉ có vào là cái nhấn về Maria, đây là dấu. Và cái khi mà dùng dao pin nó thì nó sẽ bắt đầu bằng cái ký tự là nhỏ hơn phần trăm này, xong rồi phần trăm lớn hơn này, thì toàn bộ tất cả các cái đặt ở trong cái hạch cái dấu nhỏ hơn phần trăm là phần trăm lớn hơn này, nó sẽ được dao pin nó xử lý. Tức là nó sẽ lúc đấy là mình sẽ dùng được cái ngữ cảnh đô la này để mà lấy ra các cái giá trị mà trong cái chỗ nó trả về. Thì có một cái tính năng đấy là ở trong cái thằng như ban đầu nói đấy là ở trong cái chỗ đấy là cron checker. Cái này là nó giống như kiểu là cron tab ở trong hai lớp, và nó chạy bằng cái việc là khai báo cũng khai báo cái path từ một chỗ đó, và có thể là chạy theo một cách là giới hạn số lần chạy. Chẳng hạn đây là cái ví dụ là bây giờ là khi mà cron ấy khai báo thì nó sẽ chạy vô hạn, bây giờ em muốn là nó chỉ chạy từ thời điểm em khai báo cho nó chạy 10 lần nữa của nó tắt, thì đấy là cái việc nó sẽ giới hạn số lần thực thi. Thì một cái câu lệnh, đây là sử dụng câu lệnh để mà tạo cái cron checker. Đây là khi mà mình đã tạo ra được một cái workflow ấy. Đây là em có một workflow để là start sống sót này. Thì em sẽ tạo sử dụng câu lệnh này và điền tạo ra cái cron checker. Thì nó mỗi một cái workflow thì sẽ bao gồm các input, thì em sẽ phải thêm cái input vào cho nó. Đây là cái input là follow ID này, bao gồm này. Cái khi mà mình điền input vào trong workflow tạo cron checker thì mình sẽ phải điền là dạng sự trinh. Nhưng mà các cái dạng string, nhưng mà cái bên trong nó sẽ lại là một cái dictionary, là một cái object là bắt đầu bằng cái ngoặc nhỏ này và đóng nhọn ngoặc nhỏ này. Thì như ai lập trình rồi thì chắc là sẽ dễ hiểu hơn. Thì em cũng khó ít có từ để nói. Cái cron checker này sẽ khai báo cái thời gian mà nó bắt đầu bằng cái việc mà first time này, và nó không có end time. Thì khi mà first time này bắt đầu thì nó sẽ chạy một lần, bởi vì nó sẽ tương đương với cái là gọi là lần chạy đầu tiên của nó, chỉ đến cái thời điểm này là nó sẽ chạy một lần, sau đó là nó sẽ lấy cái thời gian tiếp theo input là trừ cái cao này, trừ đi một, và đến cái thời gian tiếp theo đấy nó sẽ thực hiện tiếp, và cho đến khi mà cái cao này bằng không thì cái cron checker này nó sẽ tự động xóa đi và mình sẽ không nhìn thấy được. Đây là cái nhược điểm của cái thằng cron đấy. Ok, em chỉ bài hết rồi. Chờ chút để Minh tạo một link mới nhá. Chút để link update. Anh ví dụ như chờ Minh tạo rồi Minh gửi lại vào đây. Anh trao đổi tí trong lúc demo. Ví dụ như bây giờ anh đặt bài toán là như này nhá. Giả sử như anh có khách hàng thì anh đặt ra một cái workflow này. Sau mỗi lần tạo máy thì tôi thực hiện một cái bản snapshot ngay cho cái máy đấy, thì có ok không? Có, làm được. Ok, tức là anh đặt một cái ngữ cảnh là như thế. Sau mỗi lần đều làm được hết. Như anh thao tác được với cô lệnh như nào thì nó đều làm được. Ok, anh đang nghĩ một số tình huống, khiến người ta phải tạo thêm máy. Ví dụ như bài toán auto scale thì là của thằng khác nhé, mà thằng này thì anh nghĩ nó không đến mức auto scale nhỉ? Cái này là sếp em bảo là ứng dụng vào cái việc auto scale. Thế là sếp bảo đó, ứng dụng vào cái gì các em? Có phải là cái auto scale là có ba công thức, ba method là reactive, active và predictive đúng không? Campaign và reactive. Thì cái reactive đấy là có phải cái mà dựa trên phần trăm CPU trong bao nhiêu đấy thì cái scale này. Còn cái campaign tức là cái lập địch để auto scale đúng không? Thì cái ứng dụng này là dùng sẽ là dùng lấy cái thằng cron checker này trong cái thằng virtual này để áp dụng vào. Rồi, tham bay, ok. Anh em vào link 2. Anh em chuyển sang link mới đi. Chuyển sang link mới cho tiếp đi. Vào link 2 nhá, vào link 2 nhá. Rồi, tí nào.
Sao đấy? Em để 35, em để 35. Đây rồi, để em start luôn này. Rồi. Start cho anh chuyển nào. Start rồi, em chuyển đi. Qua rồi. Chưa nhìn thấy xem màn hình thôi. Vẫn cần xem màn hình ạ. À? Có. Vẫn cần xe chứ. Vẫn cần chứ. Anh phải xem. Ủa hay. Thế chú demo. Mình chuyển quyền hot đi em. Em chuyển rồi. Để em tìm cái. Thằng bộ chân hot đúng không? À đây rồi. Đây rồi. Anh bộ hot rồi. Mixo. Ui dồi ôi, phải vào lo tụt chứ lại vào Facebook thế này. Chan. Em vẫn không sang được cái Mixo rồi. Mixo đâu biết. Hay quá, toàn ai ấy. Cái này như kiểu bị tắt đi đó. Rồi. Ok. Đây là một cái mà em biết đơn giản nhất cho cái việc mà tạo snapshot. Thì có phải là đầu vào em sẽ cần cái volume ID này. Ừ. Đấy, xong bắt đầu là mong muốn là khi mà nó tạo snapshot xong ấy, nó sẽ trả ra một cái là snapshot volume ID này. Ừ. Đây là cái biến snapshot volume ID. Và cái phần trăm này sẽ là ERPN để mà xử lý và lấy kết quả từ cái start đấy để nó gán cho thằng này. Thì trong này sẽ bao gồm ba cái task là get volume này và create snapshot này, và một đầu create là snapshot ID này. Thì start đầu tiên đấy là sẽ dùng Cinder Python client để mà tạo ra cái để mà lấy volume, để mà xem cái volume đấy có tồn tại hay không. Đầu vào của cái đấy thì sẽ phải cần là khi mà anh ghép volume đúng không ạ? Thì anh sẽ phải truyền thêm cái volume ID vào hoặc volume tên. Thì em sẽ dùng volume ID. Đây là input của volume ID này. Đấy, mình sẽ chỉ định thẳng ra cho nó. Bắt đầu là khi mà ghép xong rồi, kết quả trả về ấy, thì nó sẽ là từng cái tag của json. Đấy, thì là cái ghép json này thì là nó với mục đích là sẽ lấy kết quả của cái tag này và trả về json. Xong rồi cái từ ta đến trên sân này ra. Cho anh hỏi một chút. Anh vừa nãy anh không follow từ đầu cái đoạn mà volume ID phần trăm xong rồi đô la volume ID ấy. Cái biến này là em lấy input từ đâu? Cái volume ID này ạ? Ừ, anh có nhìn thấy con chuột nào nó sẽ trả về. À? Cái volume ID này là do mình nhập vào. Mình sẽ truyền vào nó. Thế nhưng mà bây giờ mình phải list được volume ID ra mình mới truyền được ạ? À? Hay là như thế nào? Tức là mình sẽ phải list ra để mình truyền vào cho nó. Hoặc là anh có thể là viết ra một cái là list ra volume rồi anh xử lý hết. Tức là một cái bút nó không nhất thiết là phải có cái trường vào input. Anh hỏi có thể là anh hỏi ví dụ như với cái EAQL này thì nó sẽ chạy theo kiểu này thì có đúng nha, ví dụ như đến 4 giờ chiều anh thực hiện một cái nhiệm vụ này đúng không?
nhiệm vụ snapshot này thì anh phải có một cái đầu vào là volume ID, thì anh phải dùng một phương, tức là anh phải dùng một câu lệnh khác, không anh xuất ra file xong anh mới gọi đến cái này à? Sao thì sao đấy? Cái EMBN chỉ là cái xử lý thôi ạ. Rồi. Tức là nó là cái xử lý xong cái workflow này. Cái thằng 4 giờ ấy, là do cái thằng Visual Executor thực hiện. Thì cái volume ID này là một là mình truyền vào. Nên mình sẽ phải chủ động là tìm đến cái volume đấy. Rồi. ID đấy, mình biết đó là cái gì, thì mình truyền vào, làm cho nó vào cho thằng này. Hoặc là cũng có thể là mình sẽ need ra volume, rồi mình tìm đến, mình xử lý một loạt các cái cách xử lý của mình đấy. Để mà mình tìm ra được cái volume ID đấy để mình đưa vào làm cái input của một cái task khác. Rồi. Có hiểu không ạ? Rồi. Không có hiểu, gọi là hiểu ý tưởng nhưng mà chưa nghĩ ra ngữ cảnh để đẩy. Rồi. Đấy thì có vẻ em cái này là giống một đoạn validate rồi. Tức là em khi mà em có vẻ yêu cầu của em là snapshot thì sẽ cần phải có tên. Chắc là tên của thằng này là nó là cái gì? Đặt tên của cái snapshot đấy, trong cái tên đấy cùng với ngày tháng năm chẳng hạn. Thì ở đây là sẽ khi mà em lấy được tên rồi này, là em gá vào cái volume này. Bắt đầu là khi mà cái bước get volume này thành công thì nó sẽ thực hiện đến cái task là create snapshot. Thì bước này nó sẽ dùng là tạo create snapshot này và đầu vào là có volume ID này. Bắt đầu là chỉ định tên. Tên thì bao gồm là cái tên của cái volume gốc em lấy được ở bên trên từ cái task get volume này, đây là $ chấm này, lấy được tên này. Sau bắt đầu là có một cái đoạn này từ next now đến coi dùng này là cái mà em xử lý cho format ngày. Rồi, tức là em format lại cái tên của cái backup đây đúng không? À, tên của cái snapshot đây không? Đúng rồi ạ. Rồi. Tức là với mục đích là sẽ tạo ra một snapshot là dựa trên cái tên của cái volume gốc. Rồi và ngày tháng năm và thời gian. Đấy, ok, là sẽ là cái đoạn xử lý tên như này. Bắt đầu là khi mà thành công thì em sẽ cái task là chạy thành công và em sẽ public ra cái snapshot volume ID, là cái kết quả của cái kết quả ID của snapshot mà em mong muốn. Đấy thì là ở bước này, bắt đầu là em gửi đến cái SQL để in ra bình thường. Thì tại bước này là cũng có thể là em sẽ viết một cái mail chẳng hạn, gửi đến là ví dụ là có cái snapshot mới có tên như này, ID như này, đấy, thì là một cái ví dụ như thế. Bố ơi, cho anh hỏi chút. Dạ. Cái phần này là chạy workflow như thế này là trên thằng controller mình kiểm soát được hết tất cả trạng thái successful hay là fail hay là processing các thứ không? Đã có, mình kiểm soát được hết. Thế cái phần cái phần này trên dashboard các thứ là nó có trực quan không em? Trên dashboard thì hiện nó không chưa trực quan lắm đâu ạ. Mà nó có một cái thằng Cloud Flow. Tức là cái thằng này do thằng Logia nó phát triển. Tức là idea của nó là từ thằng Cloud Flow à? Hay là nó có thêm một cái tool Cloud Flow? Nó có một cái tool. Rồi. Cloud Flow. Rồi anh hiểu rồi. Anh xem được không? Anh xem. Cái đấy em chỉ đây để em xem, không biết là em có ăn mà là không, để em cứ rồi. Bọn Nokia trước nó làm cái này. Em hỏi chút là hiện tại cái dòng số 21 cái action là sinner.volume.snapshot.create ấy. Thì cái này là do cái thằng project này nó quy định cái phương thức API như này à? Hay là cái này là do mình viết? Cái này là do thằng Visual nó viết. Thực tế thì nó sẽ là cái Python client. Đây là thực tế là nó sẽ là khi mà import cái Cinder vào nhá. Rồi. Đầu ví dụ là cái đấy. Có cái biến là Cinder client là bằng Cinder đúng không? Rồi. Nó sẽ tự là Cinder xong rồi chấm này. Xong gọi đến cái file volume snapshot này. Xong đầu gọi đến cái phương thức create này. Rồi. Đấy. Thế vì bây giờ ví dụ như là em không dùng cái thằng volume stack, em dùng cái này. Một cái của em đi chẳng hạn, thì cái action này thì em có tự viết xong em import được vào không? Được. Thế mai viết một mod phát. Ok. Cái này chắc là em phải cho xem cũ, bởi vì là em đang hơi nách một tí. Tức là em viết em build có auth nhưng mà nó ở trên này nó lại
mục đích của thằng này là nó không dùng đến Outhand. Ở đây không, thôi trên, em cũng cho xem được cái này rồi. Rồi rồi, thôi không cần, cái nào nhạy cảm thì thôi. Không, tức là nó có Outhand theo giờ, em dùng token để Outhand nên là nó chỉ được ngày thôi. À, ok. Còn bình thường là nó không có Outhand. Rồi, rồi, rồi. Anh hiểu rồi, anh hiểu cái phần này rồi. Anh em có trao đổi gì không? Các bạn có trao đổi thì tự bật mic nhá. Không có thì tiếp đi bộ. Chắc là hết rồi ý ạ. À, hết rồi à? Ok. Hết rồi. À, đơn giản thế thôi đúng không? Ok. À, cảm ơn bộ đã chia sẻ cái kiến thức của cái phần này. À, thao có sao ấy? Sao anh? Có bổ trợ gì không em? À, nói chung là cái này thì nó cũng có cái hay của nó, bởi vì là thằng ví dụ như thằng một số thằng cloud khác nó cũng có một cái service gọi là kiểu cron như này. Rồi. Google cloud cũng có cái Google cron luôn. Ok. Thì nó là một cái dịch vụ luôn. Thì nếu mà hướng ok thì mình có thể làm một cái dịch vụ public cho public cloud cũng được. Hoặc là cho private cloud nó cũng khá là hay. Bởi vì là bên em cũng có bài toán là kiểu thực ra thì cái phần mà auto snapshot rồi thì đặt lịch snapshot cho public cloud ấy là bên em được trước là viết. Tức là tự viết gì? Trước là cho public cloud là tự viết rồi. Nhưng mà bây giờ cái phần bên phần private ấy họ cũng có cái nhu cầu như thế. Đó thì đưa họ dùng cái này luôn. Rồi rồi. Tức là ok, nhưng mà thực ra thì nó cũng có một vài lỗi đấy. Anh hiểu. Cái này thì bộ cũng commit các thứ để fix bug nhưng mà hình như vẫn còn chưa được bug đúng không? Và mực suốt rồi, nó được mực nhiều lắm rồi. À thế à? Mực thì mà chẳng thấy bia gì, chết dở. Ok, cảm ơn Sa, cảm ơn bộ thì cảm ơn cái chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế. Thì anh trao đổi thêm một tí, thực ra anh cũng đọc cái này từ cái thời anh còn làm ở đơn vị cũ cơ. Anh làm cái này với team Murano. Đọc hai cái này mà chưa, lát thì anh chưa thử, nhưng mà anh đọc về kiến trúc, đọc về các cái use case dùng rồi. Thì thời đấy bọn gọi là bọn Nokia rồi một số bọn nó đầu tư vào cái này cũng nhiều, nhưng mà theo anh quan sát thì ngoài cái ngữ cảnh mà bọn em vừa áp dụng thì anh ok, không sao cả. Bởi vì ta có nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Ví dụ như đối với snapshot đấy cũng là một cái hay. Thay vì ta phải viết thì ta cái này nó mà chín thì nó là native. Nó là native trong gì? Trong OpenStack. Thì là tốt cả thôi. Nhưng mà có một số cái use case ví dụ về business processing rồi các thứ thì anh đọc thì nó ở tầm vĩ mô hơn. Anh lấy ví dụ, anh chỉ gọi là lấy ví dụ thôi vì anh đọc rồi. Đại ý là nó lấy một cái bài toán là một cái doanh nghiệp tập đoàn quy mô lớn là họ có một cái business để tính lương ấy. Đấy, thế thì cứ cuối tháng thì họ ngoài cái việc họ có hàng nghìn công nhân thì cái hệ thống cloud, hệ thống máy tính của họ sẽ phải giải quyết bài toán tính lương cho hàng nghìn công nhân đấy. Ngoài cái việc tính lương theo số ngày công các thứ thì phải tính lương gọi là lương hiệu suất công việc rồi lương thưởng các kiểu. Tất nhiên là để tính được cái đấy thì hệ thống công nghệ thông tin của họ phải thật là smooth rồi, thật là ngon lành rồi. Thì họ mới đưa vào trong cái hệ thống, họ cần một cái requirement mà về cái tài nguyên ấy. Đấy, thế thì họ đặt cái bài toán đấy. Tất nhiên là Việt Nam thì anh không biết là có đơn vị nào không, nhưng mà ít nhất với anh thì anh chưa gặp. Thì họ lấy cái ngữ cảnh, cái Mitchell này nó giải quyết những cái gọi là business process long đấy là anh thấy nó thể hiện ở cái ví dụ như thế. Đại ý là có một số cái máy sẽ chạy cái việc tính lương, tất nhiên là cái máy đấy nó sẽ phải chạy cái phần mềm của họ chẳng hạn, hoặc là nó phải nhận được cái đầu vào người ta đẩy vào đấy. Thì anh đọc thì anh thấy bên dưới ngon rồi đúng không anh? Ơi bên dưới ngon rồi, bên trên chỉ việc đúng rồi, bên dưới có lâu thôi, đúng rồi, đúng rồi. Tất nhiên không chỉ OpenStack giải quyết được việc này mà còn nhiều giải pháp, nhiều hệ thống khác chứ không cứ. Nhưng mà ít nhất là nó có một cái use case để cho bọn nó dùng. Đấy. Bản thân em thì em thấy là như thế này. Thật ra là bản thân thằng OpenStack là dạng như kiểu vẽ rắn thêm cân đấy.
tức là nó đang muốn xây dựng một cái hệ sinh thái, cho nên là những cái ứng dụng hoặc là những cái đầu con như thế này là nó cũng sẽ cho vào. Nhưng mà nói thực sự ra mà nói mà ứng dụng được và thực sự hiệu quả thì cái mức độ áp dụng nó chưa cao. Đúng rồi. Đấy là bản thân em đánh giá là như thế. Còn đâu tất nhiên là thằng nào rồi nó cũng sẽ phải vẽ ra cái hệ sinh thái của nó thôi. Như giống như là cái việc mà thằng Genix ngày trước thì nó là thằng web, về sau nó phải là thành tb đấy, rồi là nó sẽ thành Mozi các kiểu các thứ. Thì thằng OpenStack nó cũng như thế, và làm một cái hướng để cho anh em tìm hiểu và triển khai, nó là một cái cho anh em có một cái bức tranh tổng quan thì nhận cái sản phẩm. Còn đâu về mặt thực tế ứng dụng thì em cảm thấy là nó chưa thực sự là áp dụng. Bản thân em là thế. Ok. Cái này chưa thả dụng quá hay nhiều, hay cái nào chưa thả dụng? Tức là cái độ ứng dụng của thằng này nó chưa cao đâu ạ. Tức là cái để dùng cho nhiều use case thì mình cảm thấy là nó chưa thực sự là chưa cần thiết. Đấy là phải là ông chưa có bài toán thôi, còn có ví dụ như bên tôi hoặc là một số bên cả bên Viettel cũng họ cũng sử dụng cái này. Bên Viettel có dùng không? Thì thế nó mới bảo là không phải là tại ông chưa có bài toán thôi. Đúng rồi. Cho em nói trước là em nghĩ là cho em nói trước em nghĩ là cái thằng Mozaic này nó cung cấp cho mình một cái phương thức thôi, còn nếu mà để phù hợp các thứ thì về thứ nhất là mình vẫn phải thêm hoặc là như là để mà fit được cái bài toán của mình. Còn cái này nó chỉ cung cấp cho mình cái phương thức kiểu cho bước cho cái lõi này, ví dụ như mình muốn một cái bài toán nào đấy thì mình phải ví dụ như em vừa hỏi anh mua cái action kia, ví dụ như em không vừa mua sách thì em phải import thêm một cái module đấy. Thì cái module đấy chính là cái mà để fit với lại cái bài toán bên mình đấy, là em đúng rồi. Em phải biết thêm. Ví dụ như này nhá. Cái D25 thì anh cũng có viết là một cái action ở cho cái Metro ấy, nhưng mà thực tế là sau đó thì không sử dụng. Rồi rồi. Ok, thực ra thì anh đi anh sẽ xem cái này sau, nhưng mà bản thân anh cũng gặp nhiều cây. Thực ra thì một là anh phục vụ khách hàng, hai là có một số cái anh phục vụ anh này, anh lấy ví dụ này. Anh lấy ví dụ vào cái này anh có thể áp dụng trong đội Nhân Hòa hay là HP69 trong thời gian tới này. Ví dụ như là hàng ngày ấy, hiện nay cái cách làm của anh ấy, anh có một cái loạt khoảng mấy chục con máy, tất nhiên nó nhỏ thôi. Anh tạo nó sẵn ở trên các cái con cloud ấy. Và mỗi ngày anh cần ít nhất 2 lần test IOPS của nó. Hai lần test cái IOPS của cái con VM trên từng con compute anh em. Anh em nắm được cái hiểu được ý đấy không? Thế okay. Anh có thể dùng cái này để anh create ra sáng một con vào những cái thời điểm nhạy cảm một con, sau đó anh chạy cái script anh truyền vào cái action cái input là chạy một cái câu lệnh CMD để đo IOPS chẳng hạn. Tất nhiên đo xong thì anh bị gửi về đâu đấy, các bạn hình dung không? Đấy đấy, ngữ cảnh anh cũng có thể ứng dụng được cái workflow này. Hiện nay anh đang tạo rồi, nhưng mà anh duy trì nó cả suốt một năm. Nhưng mà nếu mà anh đến một cái quy mô nào anh phải tiết kiệm tài nguyên hoặc anh phải tái tận dụng tối đa ấy, thì anh sẽ chạy những cái job kiểu như thế. Bởi vì các cái workflow này anh xem thì nó có thể truyền được những cái input hoặc truyền được những cái cell, bus cell hay là cái chương trình vào trong con VM mà. Có SSH được. Chuyện SSH được là truyền được. Cái này thì chắc chắn lúc nên lúc nãy anh mới hỏi mấy bộ ấy là có cái agent nào đặc biệt không, hay là để làm được cái việc đấy anh sau này anh sẽ phải chế thêm, hiểu ý không? Đơn giản là anh thực hiện vào lúc 4 giờ anh lon một loạt máy với mật khẩu mặc định, sau đó anh sẽ gọi từ Ansible hoặc là những cái công cụ khác anh phối hợp vào để anh điều khiển toàn bộ cái VM đấy, đúng không? Tức là nó phụ thuộc vào cái khả năng ứng dụng và khả năng sử dụng của mình thôi. Tất nhiên anh đồng ý với cái quan điểm của Mạnh ấy, là nếu mà để trần trụi để ứng dụng ngay thì mình sẽ hiếm, nhưng mà để suy nghĩ thêm một vài cái tình huống thì anh nghĩ là có cửa để dùng. Ok. Alo. Đó. Đây ý kiến anh bổ sung đó. Em biết nghe, em biết nói gì rồi.
Ôi, anh hỏi nghe là tốt rồi. Dạ. Nãy chú xem cái màn hình Facebook ấy, anh nhìn thấy clip brand nhiều gái phết đấy. Thôi cái đấy anh em trao đổi riêng đi. Các bạn còn câu hỏi gì không? Em hết rồi nhá. Ok, Minh còn trao đổi gì không? Huy đâu rồi? Em hỏi bây giờ anh ngủ có bài gì nhỉ? Tao chưa biết. Tao chưa biết, sếp chưa giao. Thế Minh coi có bài tiếp theo đây Minh ơi. Bài tiếp theo là đó có chủ đề gì chưa? Có rồi ạ. Đang chờ Mạnh đăng ký đây. Vâng. Cho tôi đăng ký chủ đề chắc một tinh tốt đau. Mạnh có chủ đề gì thì thứ 6 mình làm. Và thứ 3 và thứ 6 mình thường tuần là có. Nó giống kiểu là xử lý sự cố từ trên xuống dưới cho anh em có một cái nhìn tổng quan về mặt hệ thống. Ok, hay quá. Nhưng mà về bất kỳ một cái hệ thống nào hết thì mình đều có thể là có một cái cách đi và cái cách mà mình tiếp cận nó nhanh nhất. Ok. Nó nhanh nhất. Rồi. Thế thì thứ 6 nhá. Thứ 6 thì em chưa biết được đâu nhá. À ok. Thế thứ 3. Được, thứ 3 tuần sau. Thứ 3 tuần tới, còn thứ 6 tuần này anh chém cái phần cloud thay cho bộ cái đáng nghe hôm nay bộ nó chém. Nhưng mà vì nó bảo nó uống rượu đau đầu rồi nha là anh lại thôi. Được không? Ở đây thì có em với thằng Cu An đang ngồi uống bia. À thế à, ok. Hai thầy trò đang ngồi à? Đang ngồi uống bia. Rồi, ok. Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì chắc là hôm nay dừng nghỉ sớm thôi. Anh phải đi làm việc quan trọng rồi. À, cảm ơn bộ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. À, cảm ơn bộ, cảm ơn Sa. Cảm ơn bộ nhá. Ừ. Chủ đề chia sẻ hữu ích đấy, tiếp cận dễ tiếp cận. Có bạn nữa. Vâng. Anh ngủ nhá, cảm ơn cả anh đi chơi với người yêu đi. Cảm ơn anh em.